sau hai lần đại phẫu thuật, 6 lần can thiệp ngoại khoa, nhờ vào sự tài năng, tấm lòng tâm huyết và sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ bệnh viện phổi trung ương, bệnh viện E và bệnh viện hữu nghị Việt Đức, cô gái 25 tuổi bị lao phổi chỉ còn một phần nghìn hy vọng đã được cứu sống. Bệnh nhân mắc lao phổi cách đây 2 năm, mặc dù đã được điều trị đúng phác đồ và đã khỏi bệnh tại tuyến cơ sở, nhưng những di chứng do lao để lại vẫn còn rất nặng nề, đe dọa đến tính mạng. Các bác sĩ tại bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp với bệnh viện E sử dụng kỹ thuật tim phổi máy, một trong những phương pháp hiện đại nhất để tạo hình lại phế quản gốc bên phải cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do thời gian tổn thương quá lâu, hệ thống khó phục hồi nên phương án tối ưu nhất được lựa chọn là cắt lá phổi bên phải. Để giải quyết được việc thông khí, sự biến dạng của khí phế quản cho bệnh nhân, một giải pháp tiếp theo cần được thực hiện là đặt stent vào sâu bên trong phế quản gốc. Các bác sĩ ở hai bệnh viện trên lại tiếp tục phối hợp với bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức sử dụng hệ thống stent kim loại dạng lưới sắt với giá đỡ tốt hơn. Đường dẫn từ khí quản chung đến phế quản gốc của bệnh nhân đã được thông với nhau qua hệ thống stent này, đem lại những hệ quả, những kết quả tích cực và giải quyết triệt để vấn đề thông khí của bệnh nhân. Hiện nay sau 2 lần phẫu thuật sử dụng kỹ thuật tim phổi máy, 6 lần can thiệp đặt ống stent, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, có thể thở tốt hơn, đi lại và ăn uống được. Toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân được quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao và bảo hiểm y tế đồng chi trả